Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 619. Việc đầu tiên là thầy sơ đồ hóa bài toán này. X ban đầu của thầy tổng số mol là 0,6. Có tỷ lệ mol thì các em suy ra được C2H2, C3H6 và hydro số mol tương ứng là 0,2, 0,1 và 0,3. Thực hiện phản ứng hydro hóa sau một thời gian thì các em thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y này gồm rất nhiều chất, do đó thầy không thống kê ở đây. Thầy tìm được số mol của Y thông qua tỷ khối của Y so với X. D của Y so với X thì bằng M trung bình của Y chia cho M trung bình của X. Từ phương trình đó, các em tìm ra số mol của Y là 0,35 mol. Thực hiện phản ứng phụ với AgNO3 dư thì kết quả là nó tạo ra kết tủa chỉ có C2H2 tạo ra kết tủa là Ag2C2 thôi. Cái C2 này dư tạo ra kết tủa này và số mol các em chia được là 0,05. Khí không phản ứng là khí Z gồm rất nhiều chất bay ra. Có cả hydro dư nữa, ở đây thầy thiếu hydro này. Đó. Thì dẫn qua brom này hỏi brom phản ứng là bao nhiêu. Ở đây các em bổ sung thầy Z của thầy là thêm hydro nhé. Những em nào là xem video thì các bạn có thể là bổ sung của thầy cái hydro ở đây nữa này. Hydro dư đó. Những bài toán mà có sau một thời gian thì có cả hydro dư nữa. Có thể có, vì thế là thầy cứ thống kê cả hydro dư nữa. Đề thi hỏi brom bằng phản ứng là bao nhiêu. Thường những cái bài mà hỏi brom phản ứng bao nhiêu thì các em luôn luôn nghĩ đến của thầy bảo toàn Epi. Đó. Thế thì để bảo toàn Epi thì thầy sử dụng thế nào? Đầu tiên thầy tìm hydro phản ứng. Số mol hydro phản ứng bằng số mol khí giảm bằng 0,6 trừ 0,35 bằng 0,25. Để tìm brom thầy bảo toàn Epi như sau. 0,2 nhân 2 là bởi vì C2H2 là có 2pi. 0,1 nhân với 1 là bởi vì C3H6 là có 1pi. Tổng số mol Epi này của thầy sẽ bằng tổng số mol Epi ở đằng sau là 0,05 nhân 2 là bởi vì C2AG2 của thầy vẫn còn nguyên 2pi. Vì thế số mol Epi nhân 2 lên. Cộng 0,25 là số mol brom phản hydro phản ứng. Hydro phản ứng chính là số mol Epi bị phá vỡ. Cộng với brom phản ứng cũng là số mol Epi bị phá vỡ bởi brom. Ở đây thầy chia là M trên 60 ra số mol của nó. Giải phương trình này các em tìm ra M bằng 24. Và đáp án thì có là đáp án A. Ok.